Rồi, rất là hoan hỷ. Hôm nay 16 tây tháng 1 năm 2024, Toàn Thí Sự kỳ 251. Hoàn cảnh này cũng nhờ được chị Mai. Mẹ nuôi của Hoàng Thanh trợ duyên hết cái đám tang này. Rồi đây cảm ơn Mai rất là nhiều. Rồi không sao chị, đây chuyện nhỏ thôi, mình làm được làm chứ lên không sao. Đây mẹ nuôi, má nuôi của bé Thanh. Má nuôi bé Thanh, má nuôi bé Thanh nha. Má nuôi bé đây chị em mình vô ở đi. Chị bông rồi. Kìa bông kìa, ngoài kìa. Dạ được.
nhất. Rồi thấy vùng sắp sao quá trời ơi, rồi không sao ha. Dạ dạ. Rồi thấy rồi rồi ha, rồi nó chạy đi rồi. Rồi vậy là cùng Vinh kết thúc ha nha chị Bông. Rồi chia tay em về ha, tại đây ha, rồi ha. Đi ăn đi để đói. Rồi em nó bụng lắm chị, thôi vậy cũng là vui rồi. Ca mới chị ơi. Triệu nè, đếm lại đưa chỉ đi báo cáo với chị triệu, Mai. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. Rồi cái này là tiền chị Mai trợ duyên á. Rồi. Rồi. Thấy không? Nè, rồi cảm ơn chị Mai đi. Dạ, cảm ơn chị Hằng cô Mai. Dạ, rồi rồi. Về ăn uống rồi đóng tiền nhà trọ. Dạ. Nha. Rồi thôi nha. Bỏ tiền